thành ra anh Mỹ có hơi tò mò một chút về cái con đường âm nhạc của Tuấn Du. Nếu mà nói trong giới âm nhạc ấy thì mọi người vẫn đánh giá giọng Tuấn Du rất là hay ấy. Yeah. Và cho nên không phải tự nhiên mà một số các hãng băng đĩa họ cũng mời Tuấn Du và một số các ca sĩ trẻ cùng thời thu âm những tình khúc vượt thời gian. Đĩa còn bán rất là chạy nữa. Chắc Du còn nhớ đúng không, có cái đĩa hát nhạc Lam Phương đấy. Nhưng nó là bán rất là chạy. Thế mà một ca sĩ mà được đánh giá cao về giọng hát như thế, thường người ta sẽ nghĩ rằng sẽ chọn những cái dòng nhạc để có thể phô diễn là giọng hát, những cái dòng nhạc đẳng cấp chẳng hạn, hoặc là nhạc xưa kinh điển. Thế mà thời điểm đó, giữa lúc mà mình có những cái thành công như vậy, được đánh giá như thế, thì Du lại chọn dòng nhạc remix. Thì điều gì khiến Du ở thời điểm đó quyết định chọn một cái thứ âm nhạc mà có thể nói là rất là lạ lùng như thế? Là bởi vì em có một cái quan niệm, khi em làm bất cứ điều gì thì em muốn đi ngược dòng người ta. Em muốn đi khác biệt người ta. Mặc dù em cũng có khả năng hát những cái bản bolero thuần tí, nhưng mà em lại nghĩ rằng là thuần tí thì đã có những người thành công rồi, những người thành danh rồi. Bằng không thì mình làm một cái điều khác biệt, biết đâu nó là một, mang về một cho mình một cái điều nó riêng tư hơn. Thì em cũng đã đắn đo làm cái điều này, thì em nghĩ là cũng có bị một số người đại khái là một cái ánh nhìn, họ thấy em giống như là kiểu phá cách, đôi khi là phá phách cũng không chừng, trong cái dòng nhạc mà họ đã từng tôn sùng bấy lâu nay. Thì em cũng đã chấp nhận cái khoảng thời gian là bị chỉ trích. Nhưng mà đó, cái gì cũng vậy, nó mưa dầm thấm đất. Thì em được khoảng thời gian sau này thì mọi người tất cả đều chấp nhận cái điều đó và mời em đi lưu diễn khắp nơi, đi khắp nơi trên thế giới với cái dòng nhạc này mà em đã được đi và được đánh giá cao. Đấy. Thì em nghĩ rằng là nơi nào có khán giả nghe thì là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Không cần thiết là mình phải xuất hiện ở một cái nơi nào gọi là đẳng cấp. Rất là thú vị, tại vì bình thường dòng nhạc này ấy, thì các ca sĩ mỗi người cũng thường chuẩn bị gọi là một hai bài remix gọi là góp vui thôi. Chỉ ít ai nghĩ là sẽ biến nó thành một cái dòng nhạc chính, cái sở trường chính của mình. Nhưng mà cũng từ cái việc mà lựa chọn như vậy ấy, thì Du nhận thấy là cái thị hiếu của khán giả của ngày hôm nay ấy, nhất là những khán giả mà đến nghe Quách Tuấn Du hát trong những chương trình mà họ đưa tên Du ra để bán vé ấy, thì là họ có cái thị hiếu như thế nào đối với một cái dòng nhạc mà đã gọi là kinh điển của Việt Nam như là nhạc bolero? Họ mời Du đến thì họ cũng đã xác định là trong cái buổi văn nghệ đó là phải có cái sự giải trí. Nhưng mà thời bây giờ thì mọi người cũng biết là rất là nhiều thể loại nhạc, nhưng mà để mà nghe bolero một bài á, một bài hai bài thì nói chung là họ cũng sắp xếp trong chương trình nó cũng ít thôi. Nhưng mà ở đây thì Quách Tuấn Du lại phá cách từ cái dòng nhạc bolero thuần tí mà nó kết hợp với dòng nhạc điện tử thì có thể hát được nhiều bài, thì cái thời lượng của Du á lúc nào nó cũng sẽ được nhiều hơn những người khác. Nói chung là những người bầu show đó mà họ rất là cần cái người nghệ sĩ đó hát thời gian dài để họ bớt lại những người ca sĩ khác. Hãy cùng ngược thời gian đi. Mọi người chắc là cũng nhớ là Du đã đi qua rất nhiều những cái dòng nhạc, chẳng như ngày xưa ở trong nhóm nhạc D&D. Thì hồi đấy là hát nhạc pop, hát nhạc trẻ này, hát những bài thời thượng này. Sau đấy thì một thời gian Du rất là nhiều trên những cái đĩa nhạc hát nhạc xưa. Và vậy thì đi qua tất cả những cái dòng nhạc đấy, cuối cùng thì cái điều gì ở cái thời điểm mà Du quyết định chọn hát nhạc bolero remix ấy, Du đã suy nghĩ như thế nào để quyết định nó, và cái việc chọn lựa đấy nó đã thay đổi cuộc đời của mình như thế nào? Thực ra em cũng không nghĩ là cái dòng nhạc này sẽ thay đổi cuộc đời, tại vì em rất là thích bolero, nhưng mà em cũng đã thử nghiệm em hát bolero rồi nhạc tình xưa rồi, nhưng mà chỉ có điều là mình vẫn chưa có tìm được một cái đặc biệt trong cái khoảng thời gian đó, cho nên em nghĩ em làm một cái điều đặc biệt hơn để tự khám phá cái sáng tạo của mình thôi, chứ không nghĩ là sẽ là một cái bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Nhưng mà sau đó thì lại là một cái điều đặc biệt nhất cho mình, thì mình cũng đón nhận một cách gọi là mình rất là may mắn á. Em không nghĩ là một cái bolero remix nó có thể giúp cho em nó là thành công mạnh hơn nữa, giống như là đóng đinh tên tuổi của mình lên. Thay đổi cuộc đời là như thế đấy.